bạn đang xem video trên kênh YouTube Đám cưới xứ Mường. Camera Thiên Phú xin chúc cho cô dâu, chú rể trăm năm hạnh phúc. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Thiên Phú. Chúc quý vị xem video vui vẻ. Kính thưa quý vị, kênh YouTube Đám cưới xứ Mường hân hạnh gửi đến toàn thể quý cụ ông, cụ bà, các bạn trẻ gần xa với một lời chào, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân tình nhất. Ở từ thuở ngày xưa, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng đã là quy luật tất nhiên của cuộc đời. Hôm nay đây, đôi bạn trẻ đã vượt qua giới hạn của một tình bạn để bước tới một tình yêu chung thủy, cùng dắt tay nhau cập bến bờ hạnh phúc. Nhận được lời mời của gia đình, nhận được cánh thiệp hồng trao tay thắm tình của cô dâu và chú rể, Camera Thiên Phú lại được trở về dự lễ thành hôn của đôi bạn trẻ để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời và tốt đẹp nhất. Một lần nữa, Camera Thiên Phú xin chúc cho tân chú rể và tân cô dâu trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Các cô công các bà đang được đại diện cho hai bên gia đình, chúng ta sẽ chuẩn bị đồng hành trong chương trình đại lễ ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng thông báo và kính mời. Đầu tiên cho phép những người làm chương trình của chúng tôi trong buổi sáng nay xin được gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời thăm hỏi ân cần và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Với sự hiện diện đủ đầy của toàn thể quý vị thì đó là một niềm vui và niềm hạnh phúc rất lớn đối với đại gia đình của chúng tôi. Cho phép những người làm chương trình một lần nữa không biết nói gì hơn, xin được mạn phép thay lời cho đại gia đình bên phía gia đình họ nhà gái của chúng tôi, xin được gửi gắm những dòng tình cảm, những lời cảm ơn, những lời tri ân sâu sắc nhất đến với sự hiện diện đủ đầy của toàn thể quý vị. Và ngày hôm nay với cương vị là hai bên gia đình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện đủ đầy của toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bác, các cô, các chú đang được đại diện cho hai bên gia đình chúng ta. Trước tiên chúng tôi xin được vinh danh đại diện gia đình nhà gái của chúng tôi, đó là gia đình ông Lê Thế Thảo và bà Phạm Thị Tuất tại thôn Điển Tiến, Điển Lư, Ba Thước, Thanh Hóa. Và đồng thời chúng tôi cũng xin được vinh danh gia đình họ nhà trai đã có mặt tại trung tâm nhịp cầu sân khấu ngày hôm nay,
đó là gia đình ông bà, ông Đỗ Hữu Dụng và bà Nguyễn Thị Huệ tại phố 4, thị trấn Cành Nàng, Bá Thước, Thanh Hóa. Nào quý vị, chúng ta sẽ cùng nổi lên một tràng pháo tay thật to thật lớn để chúc mừng và chào đón hai bên gia đình. Chương trình đại lễ nạp tài dành cho đứa con trẻ. Trước tiên chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời, với sự hiện diện của bác trưởng đoàn bên phía gia đình họ nhà trai, sẽ có đôi lời phát biểu, đồng thời sẽ được giới thiệu những thành phần chủ chốt của gia đình họ nhà trai. Hôm nay tôi xin thay mặt cho nhà trai giới thiệu những cái thành phần để tham gia trong cái lễ nạp tài. Đầu tiên là tôi, thì ông các bà biết rồi, bà con này họ biết rồi, là Đỗ Hữu Dụng, năm nay 73 tuổi, thương binh hạng 1, hiện đang sống ở thị trấn Ninh Hà. Đây là nhà tôi, thân sinh nhà cháu Hoàng. Đây là cũng ở phố 4 thị trấn Ninh Hà. Và đây là chú Minh, chú ruột của cháu Hoàng. Đây là chú Dũng, là bên ngoại, tức là chú là chú rể của cháu Hoàng. Còn đây là chú Sơn, các chú Sơn là bà con, anh em bạn bè hàng xóm, nói chung là có mặt cả để hôm nay. Tất nhiên là chúng ta đến với cái tinh thần là phòng dịch, cho nên là cái số lượng người là báo cáo với hai họ là hạn chế. Thì nếu mà đúng ra của nó thì gia đình chúng tôi mà đi, họ hàng chúng tôi mà đi thì có lẽ phải đến mấy trăm người. Nhưng mà cái này trên nó cũng không có cái chủ trương và cũng không cho phép ta tập trung đông người. Thôi thì cũng gọi là có cái tấm lòng là chính thôi, và có cái lễ vật để đến nạp tài, và đồng thời là xin cho cháu về đâu. Một lần nữa xin kính chúc bà con hai họ, các vị tân khách mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng, cảm ơn. Và xin được kính thưa với các cụ, cùng các bà, các bác, các cô chú cùng toàn thể quý vị thân mến. Và như là bác trưởng đoàn của gia đình họ nhà trai cũng đã được thông qua với toàn thể quý vị, do tình hình diễn biến Covid-19 rất là phức tạp. Vì vậy thì ngày hôm nay đáng lẽ ra thì gia đình họ nhà trai sẽ có đầy đủ và rất nhiều sự hiện diện của các ông, các bà, các bác, các cô, các chú, anh em, bạn bè, bà con lối phố đến từ phố 4 thị trấn Cành Nàng, mà do điều kiện không cho phép thưa quý vị. Vì vậy thì ngày hôm nay bên phía gia đình họ nhà trai xin phép trở về đầy đủ với những thành phần chủ chốt nhất. Đó là sự hiện diện của bố mẹ thân sinh của chú rể bà Hoàng, và đồng thời là các chú, các cô, các thím, anh chị em và rất nhiều những người bạn của chú rể cũng trở về đông đủ ngày hôm nay. Và có lẽ rằng là chúng ta sẽ cùng tiếp tục nổi lên một tràng pháo tay thật to thật lớn để chào đón, chào mừng sự hiện diện của gia đình bọn nhà trai. Ngay giây phút ở đây chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu và kính mời sự hiện diện của ông trưởng đoàn gia đình bọn nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu, đồng thời sẽ được giới thiệu những thành phần chủ chốt của gia đình chúng ta. Được trân trọng kính mời. Hôm nay là ngày lành tháng tốt. Thực sự tìm hiểu yêu thương của hai con, hai gia đình chúng tôi đã thống nhất để tổ chức ngày hôn lễ cho hai con. Trong buổi sáng ngày hôm nay là buổi sáng lập tài. Tôi xin giới thiệu, tôi là bố của cháu Dung, mà là con bố của vợ của Hoàng. Và để mà hai gia đình ta để mà nói chuyện cho nó tìm hiểu nhau đối với thế, thì xin phép bên trường là tôi xin được giới thiệu phần gì trong gia đình. Cô dì chú bác để cho mình là trai nhà gái ta tương hô với nhau cho nó dễ. À, tôi là bố của Dung Nhi, và tiếp theo tôi đây là mẹ của Dung Nhi, và tiếp theo đây là bác rể của Dung Nhi, và tiếp theo đây là ông Công Sa với tôi, cái ông Công Sa đầu tiên. Và tiếp theo thứ tư là anh Hải, anh là anh họ nhà trong gia đình. Tiếp theo anh thứ năm là anh là bác Dũng, bác được vợ của tôi, và bác gọi là bác ngoại, bên ngoại. Và tiếp theo chỗ bác mặc áo xanh là bác anh em họ trong gia đình. Và tiếp theo là anh Lê Thế Cầu là trưởng họ của dòng họ Lê Thế. Vâng, và tất cả quý vị các bác đã về ở đây để mà dự lễ lập tài ngày hôm nay. Kính thưa ông trưởng, thì thật sự là đúng là tôi xin được thay mặt đại diện tôi điểm hai cái cũng rất là cảm ơn và ghi nhận là cái sự sắm sửa chuẩn bị của gia đình nhà trai
bộ lễ lộc tài thật sự là rất là đẹp mắt và đầy đủ. Và con cũng xin chúc cho toàn thể huấn trường chúng ta, cô dì chú bác hai họ được mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc, và tôi xin chúc cho buổi lễ lộc tài hôm nay thành công tốt đẹp. Và xin được kính thưa với các cụ, công các bà cũng như toàn thể quý vị thân mến, và theo sự tham khảo và thống nhất của bác trưởng đoàn, gia đình và đại trai đã được thông báo lại với ban tổ chức chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Và chúng tôi xin được đính chính lại một chút, đó là hai nghi thức lớn đầu tiên, đó là nghi thức dẫn lễ thăm hỏi thì hai bên gia đình của chúng ta đã hoàn tất, và đặc biệt lễ ăn hỏi cũng đã được diễn ra trong thời gian trước. Và ngày hôm nay hai bên gia đình của chúng ta sẽ hoàn tất hai thủ tục tiếp theo, đó là thủ tục xin cưới và dẫn lễ nạp tài, được diễn ra một cách trọn vẹn tại công viên nhịp cầu sân khấu ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ thoải mái tiếp tục cùng nâng lên với những chén trà chén nước, 17 kẹo ngọt để cùng chung chia niềm vui, chúc mừng hạnh phúc, để cùng tác hợp cho mối duyên lành của đôi con trẻ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng hướng mắt trở về với trung tâm nhịp cầu sân khấu. Hai bên gia đình của chúng ta đã nắm rõ được thành phần chủ chốt của hai bên gia đình. Chắc chắn rồi, chúng tôi xin được trân trọng kính mời hai em Dung Nhi và Bá Hoàng. Hai em sẽ tiến bước trở về cùng với các cụ, công các bà, các bác, các cô chú hai bên gia đình để chính thức xin phép ra mắt, gửi lời cảm ơn, gửi lời tri ân tốt đẹp nhất đến tất cả tấm lòng nhiệt thành của toàn thể quý vị. Dung sẽ một lần nữa khởi thân đứng lên để có đôi lời phát biểu. Trước tiên là ấn định khung thời gian cưới, địa điểm cưới, thông báo với gia đình hoặc nhà gái những lời mời thịnh tình nhất của gia đình hoặc nhà trai. Và sau đó cho phép MC của chương trình ngày hôm nay sẽ cùng đồng hành với hai bên gia đình để chúng ta cùng đến với 7 mâm đồ sính lễ đủ đời ngày hôm nay với nghi thức chính thức, đó là nghi thức nạp tài, được diễn ra một cách trọn vẹn. Một lần nữa xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bác trưởng đoàn của gia đình hoặc nhà trai để làm theo cái thủ tục mà ngàn đời muôn thuở của nhân tổ ta là trai khôn thì lấy vợ, gái khôn thì gả chồng. Thế thì hôm nay chúng tôi là nhà trai đến làm thủ tục nạp tài, và còn cái đi hỏi thì báo cáo với gia đình hai họ là gia đình chúng tôi cũng đã tiến hành trước trong cái điều kiện mà chúng tôi nói ấy, nó dịch tễ cho nên là cũng không thể nói rộng được, cho nên là bà con này họ cũng không giải. Và hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành cái lễ nạp tài. Thì trong cái lễ nạp tài đó thì chúng tôi nhưng mà trước mắt thì chúng tôi xin phép đấy là cái cây cầu khi nạp tài. Xin nhận cây chầu của hai bên của bên họ nhà trai đã đem về đây để xin cưới con gái tôi làm hello của nhà trai, thì tôi xin cảm ơn và ghi nhận. Kính thưa quý vị thân mến, và như vậy là đại diện của gia đình họ nhà gái của chúng tôi đã hoàn toàn chấp thuận và đồng ý với chúc chầu dẫn lễ nạp tài của gia đình họ nhà trai ngày hôm nay. Nào hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng đợi lên một tràng pháo tay thật to thật lớn. Thì chúng tôi đã xem xét cái thời gian để cho nó phù hợp với giữa cái chung và cái riêng địa phương này với địa phương khác, là để nó cho nó phù hợp á. Thì căn cứ vào cả thời tiết cũng như thế là sách vở, thì chúng tôi định là ngày mai là 9 giờ chúng tôi xuất phát từ ở trên cành hàng xuống đến đây khoảng độ 9:30 gì đó, khoảng tầm đấy thì là chúng tôi ngồi nói chuyện và đồng thời xin ý kiến của bà con này họ. Sau đó khoảng độ 10 giờ gì đó hoặc là hơn 10 giờ thì chúng tôi xin phép là để dâu ra khỏi nhà. Theo ý kiến của tôi đại diện nhà trai như thế thì bên nhà gái nên là ông các bà xem thế có được không, phù hợp không, nếu được thì là nhưng mà nhất trí thì là ý kiến luôn. Vâng, thì xin đáp lời gia đình nhà trai thì ngày cưới của con thì là ngày hạnh phúc nhất của đời bố mẹ, nên là bây giờ xin dâu và tổ chức thế nào cho nó đẹp cho con nó cái là con xin chấp nhận.
và mong muốn rằng mong muốn cho cuộc sống của đứa bạn trẻ kể từ ngày hôm nay và cho đến mãi mãi sau sẽ luôn rộn rã tiếng cười. Trong thời yêu vợ, con thời yêu cha, sớm khuya hòa thuận cả nhà, đối nội đối ngoại thì phải đậm đà trước sau. Nếu biếu bà nội miếng câu, nếu biếu bà ngoại miếng trầu bà nhai, nếu ông nội được nửa đến em tay thì ông ngoại dứt khoát cũng phải được chai rượu đầy. Trở nên bên béo bên gầy, bên béo thì chớ, bên gầy cười chê. Hai em nhớ kỹ chưa? À, rất là cảm ơn ạ. Một tràng pháo tay thật to thật lớn của hai bên gia đình để chúng ta được chúc mừng ạ. Thay mặt cho họ nhà trai, tôi cũng có một vài cái ý kiến. Thứ nhất là tôi xin cảm ơn cái sự đón tiếp của nhà gái đối với họ nhà trai chúng tôi rất nồng hậu, nồng ấm. Và hôm nay tuy rằng nhiệt độ tuy rằng là có hơi thấp một tí nhưng mà chúng tôi cảm thấy rất ấm cúng. Đó là cái điều chúng tôi sẽ ghi nhận. Và một điều nữa chúng tôi cũng xin mời tất cả bà con bên nhà gái đến mai chúng tôi tổ chức trên kia thu xếp thời gian đến để mừng cho các cháu. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả, xin chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin cảm ơn. Vâng, tôi xin thay mặt đại diện cho gia đình họ gái xin cảm ơn tất cả cô dì, chú bác, hai họ đã bớt chút thời gian về chung vui buổi lễ với tất cả hôm nay. Và tôi cũng xin ghi nhận và xin mời gia đình họ thay lời mời gia đình trai lại dùng bữa cơm thân mật cùng gia đình chúng tôi. Và tôi cũng xin chúc cho toàn thể trong gia đình ta được mạnh khỏe, thành công và tốt đẹp. Xin cảm ơn. Thứ nhất của hai gia đình thì hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành có cơ chầu để xin dâu. Thế thì trước khi xin dâu tôi xin giới thiệu với số mà nhà trai chúng tôi đến để mà xin dâu. Thành phần gồm có như thế là đây là con dâu cả và lẽ ra phải đứng lên một tí. Đấy, còn đấy, còn đây là dì Hằng, tức là em ruột nhà tôi. À,
kia là Trung Minh. Chúng ta biết được. Quan này. Sơn. Còn kia là Cô Lộc. Đấy, là cô này cũng là chị em kết nghĩa với nhà tôi. Cũng là giáo viên. Và ba con anh em hàng xóm nó nhiều có cả. Chúng tôi thì nói chung mà nói thì cũng theo cái tục lệ của ta thì cứ năm bước như thế, trong chỗ em chị để giới thiệu thì chúng tôi cũng tiến hành đúng năm bước. Thì hôm nay là cái ngày mà quyết định là chúng tôi được phép là đưa con dâu về nhà, cho nên là hôm nay chúng tôi có cơ trầu để xin với ông bà và bà con họ nhà gái để đón cháu về. Xin có ý kiến như thế. Và kính thưa quý vị thân mến, là như vậy là với chương trình dân lễ xin dâu của gia đình nhà trai ngày hôm nay đã được gia đình nhà gái của chúng tôi hoàn toàn chấp thuận và đồng ý. Và chúng tôi mong muốn toàn thể hai bên gia đình, toàn thể quan khách quý chúng ta sẽ cùng nổi lên một tràng pháo tay thật to thật lớn để chúng ta được chúc mừng cho hai bên gia đình ạ. Và xin được cảm ơn. Chào đón và chúc mừng, xin mời. Và kính thưa quý vị thân mến, một câu chuyện tình yêu rất đẹp, rất lãng mạn vượt không gian, vượt thời gian sẽ chính thức được đơm hoa và kết trái tại khán phòng hạnh phúc cùng với nhịp cầu sân khấu của gia đình đôi gái ngày hôm nay. Trên kênh YouTube Đám Cưới Xứ Mường, camera Thiên Phú xin chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ camera Thiên Phú. Chúc quý vị xem video vui vẻ.
xem video trên kênh YouTube Đám Cưới Xứ Mường. Camera Thiên Phú xin chúc cho cô dâu, chú rể trăm năm hạnh phúc. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Thiên Phú. Chúc quý vị xem video vui vẻ. Video trên kênh YouTube Đám Cưới Xứ Mường. Camera Thiên Phú xin chúc cho cô dâu, chú rể trăm năm hạnh phúc. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Thiên Phú. Chúc quý vị xem video vui vẻ. We'll be right back.
cho phép những người làm chương trình sẽ được gửi gắm những dòng tình cảm, những lời cảm ơn, những lời tri ân tốt đẹp nhất đến sự hiện diện đủ đầy của toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bác, các cô, các chú, quan viên, anh họ, anh em, bạn bè và con đường phố trở về đông đủ ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị thân mến, một câu chuyện tình yêu rất đẹp, rất lãng mạn, vượt không gian, vượt thời gian sẽ chính thức được đơm hoa và kết trái cho căn phòng hạnh phúc ngày hôm nay. Chúc sự chứng kiến đủ đầy của toàn thể quý vị và được trở về với nhịp cầu sân khấu chính, trở về với hai bên gia đình ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện đủ đầy của toàn thể các cụ, các ông, các bà đang được đại diện cho hai bên gia đình, các bác, các cô, các chú, anh em, bạn bè, cơ quan, đồng nghiệp của cô dâu và chú rể, qua con lối phố của hai địa chỉ Điện Tiến, Điện Lư và Tức Thạnh Hóa, và đồng thời là bà con lối phố của phố 4 thị trấn Cành Nàng, và được đại diện cho gia đình họ Đà Trang trở về đông đủ ngày hôm nay. Và có lẽ rằng chúng ta sẽ cùng nổi lên một tràng pháo tay thật to thật lớn để chúc mừng và đón nhận xin mời. Đến phút này đây, quý vị đã được trở về với gia đình họ Đà Trang của chúng tôi tại tư gia tòa nhà lớn, và đặc biệt chúng ta đã được trở về với trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới nhà hàng Hồng Hiền ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, cũng chính bởi để cho cô dâu và chú rể chính thức nên duyên chồng vợ, thì trước tiên là bạn trẻ, hai em sẽ dựa trên tình yêu tự nguyện của hai em, và sau đó phải hội tụ đầy đủ ba yếu tố cơ bản thưa quý vị, đó là về mặt pháp lý, về gia đình và xã hội. Về mặt pháp lý thì cô dâu và chú rể đã hoàn thiện xong cách đây ít hôm, và ngày hôm nay với cương vị là hai bên gia đình đã được trở về đồng đủ ngày hôm nay, một lần nữa chúng tôi xin được gửi gắm những dòng tình cảm, những lời cảm ơn, những lời chia sẻ tốt đẹp nhất gửi đến tất cả quý vị. Còn lúc này đây, giờ lành đã đến mà giờ tốt thì cũng đã điểm, cho phép những người làm chương trình của chúng tôi xin được trân trọng tuyên bố tơ hồng thắm đượm từ đây lễ trao diễn mới của cặp đôi yêu đương tuyệt vời nhất của chúng ta ngày hôm nay, chú rể Bá Hoàng Sáng Duyên cùng cô dâu Dung Nhi xin chính thức được bắt đầu. Kính thưa quý vị, gặp gỡ yêu thương nhau thì đó là chữ duyên, và để được nên vợ và thành chồng thì đó là chữ phận. Đến ngày hôm nay, ngày hạnh phúc chung đôi của đôi con trẻ, họ đã hòa quyện đầy đủ chữ duyên và chữ phận. Để rồi anh về thưa với gia đình đồng ý cho mình lấy ta, mà em về thưa với mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình. Để ngày hôm nay, hai bên gia đình của chúng ta thống nhất được ngày lành thật tốt, đúng vào ngày 14 tháng 11 năm 2021, nhằm ngày 10 tháng 10 năm Tân Sửu, hai bên gia đình của chúng ta cử hành chương trình đại lễ thành hôn long trọng dành cho đôi con trẻ. Và kính thưa quý vị, ngay giây phút này đây, chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng dõi theo bước chân câu chuyện tình yêu đẹp hạnh phúc dạng người của đôi con trẻ, cho phép cô dâu và chú rể họ sẽ được trao chọn cho nhau kỷ vật thiêng liêng nhất trong cuộc đời này, đó chính là đôi vòng nhẫn cưới. Nào xin mời cô dâu và chú rể em sẽ cùng trao cho nhau với vòng tròn tình yêu này.
xúc động, quê hương của dòng sông Mã hiền hòa chảy qua và trở về với đại gia đình bên phía gia đình họ nhà trai, là một gia đình rất là hiếu khách thưa quý vị. Và ngay sau đây sẽ là những lời ca tiếng hát để thay cho ngàn lời cảm ơn, ngàn lời tri ân tốt đẹp nhất của ban tổ chức của gia đình chúng tôi đến với toàn thể quý vị. Và lúc này đây chúng ta sẽ cùng hướng mắt trở về với trung tâm nhịp cầu sân khấu để chúng ta cùng đến với ca khúc Mời rượu gửi đến toàn thể quý vị qua sự thể hiện của nữ nghệ sĩ ca sĩ khách mời Charlie xinh đẹp trở về với chúng ta từ thị trấn Phong Sơn, Cẩm Thủy. Quý vị chúng ta sẽ cùng nở lên một tràng pháo tay thật to thật lớn để chào đón và chúc mừng Charlie, xin mời. Mấy khi khách đến chơi nhà, đốc than quán nước ta chào mời nhau, yêu nhau đứng ở đằng xa, còn mắt biết mời. Trên cõi nhân sinh này sẽ phải trải qua và hoàn thành ba công việc lớn trong cuộc đời thưa quý vị, đó chính là cưới vợ, tậu trâu và làm nhà. Nhưng chúng ta đang được sống trong năm 2021, đất nước Việt Nam của chúng ta trong xu thế hội nhập đến 4 biển 5 châu, thì ba việc lớn của chú rể bá hoàng ngày hôm nay sẽ có một chút thay đổi thưa quý vị, đó chính là cưới vợ, tậu xe và làm nhà.
ngày hôm nay sự hiện diện đủ đầy toàn thể các cụ công các bà hai bên gia đình cũng như toàn thể quý vị đã tạo một tiền đề rất là tốt đẹp dành cho đứa con trẻ hoàn thiện xong công chuyện lớn đầu tiên trong cuộc đời, đó chính là giật vợ và ngã chồng. Có lẽ rằng một tràng pháo tay thật to thật lớn quý vị ạ, để chúng ta được chúc mừng cho đứa con trẻ ngày hôm nay. Những cái đoạn chương trình sẽ được kính chúc cho hai em. Kể từ giây phút này đây, kể từ ngày hôm nay đây, hai em sẽ cùng sát cánh bên nhau, cùng cố gắng hoàn thiện xong hai công chuyện lớn tiếp theo, đó chính là tậu xe và làm nhà trong thời gian ngắn nhất có thể. Hai bạn em cùng cố gắng nhé. Và xin được bắt đầu chương trình, chúc mừng. Kính thưa quý vị thân mến, vào lúc này đây tôi xin mời cô dâu và chú rể sẽ khởi thân đứng lên, được trở về với tất cả những bông bàn đại tiệc của gia đình ngày hôm nay để gửi những lời cảm ơn, những lời tri ân tốt đẹp nhất qua những ly rượu hồng của hai em. Xin mời. Và kính thưa quý vị thân mến, và lúc này đây không thể thiếu đó là những món quà âm nhạc của hai bên gia đình. Chúng ta sẽ được liên tục trở về với trung tâm nhịp cầu sân khấu để hát tặng dành cho cô dâu và chú rể cùng hát tặng cho hai bên gia đình đã có mặt tại trung tâm nhịp cầu sân khấu ngày hôm nay. Và với món quà âm nhạc đầu tiên ngày hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu sẽ là sự hiện diện của người chú yêu thương của chú rể như cô dâu, chú Đúng Bá Sơn sẽ được trở về gửi tặng đến toàn thể quý vị một ca khúc yêu thích nhất. Một tràng pháo tay thật to thật lớn để chúng ta được chúc mừng và chào đón giọng ca của chú Đúng Bá Sơn. Xin mời ạ.
con viên hai họ. Có một lời chúc sức khỏe. Tôi cũng xin tự giới thiệu, tôi là mẹ tâm sinh ra cháu Dung. Là hôm nay là ngày vui của hai con. Mẹ không biết nói gì hơn. Mẹ chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc. Mà mẹ xin hát góp vui với hai con một bài, đóng trường một bài. Làm lại